trong kênh YouTube Út Trừng. Con tên là Tạ Gia Khang, nickname Đô La, con 11 tuổi. Con học trường trung học cơ sở Thành Thới A1. Con ở ấp An Trạch Đông, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Hôm nay con ca hai bài Giọng Kim Lan và Phi Dông Điệp Khúc do anh Minh Đạt con đàn guitar. Con ca mong quý khán giả ủng hộ hai đứa con nhé. Thank you.